tại ở Việt Nam mình nè, các bạn làm thì thu nhập của các bạn đó, thì các bạn sẽ đóng bao nhiêu phần trăm thuế? Đố bạn nào biết được? Và nếu bạn chưa biết thì các bạn có thể xem qua cái đoạn video và cái trình bày của mình. Uh, video này dựa trên sự hiểu biết của mình về việc đóng thuế tại thị trường Việt Nam dành cho các bạn. Những bạn đang đi làm cố định thì không nói ha. Những bạn đang làm uh, online kiếm thêm thu nhập uh, từ các nền tảng như là Shopee Lazada, TikTok hoặc là bất kỳ nền tảng nào khác mà các bạn có một cái nguồn thu nhập, thì chúng ta sẽ sang qua video này. Rồi, vậy thì thu nhập bao nhiêu mới phải đóng thuế? Theo quy định hiện hành nha, à, có hai loại thu nhập từ tiền lương. Đầu tiên á, thì đó là nguồn thu nhập từ giảng lai. Like. Giảng lai like là sao? Là những cái thu nhập nhỏ nhỏ đó các bạn. Ví dụ là các bạn đang làm ở một công ty chính thức nào đó xong, các bạn nhận được một cái công việc ở ngoài hoặc là các bạn làm được uh, uh, một cái job phụ nào đó là một cái nguồn tiền phụ, giống như là kiếm tiền online là từ Shopee, Lazada, TikTok hoặc là YouTube hay là Facebook chẳng hạn thì đó gọi là nguồn thu nhập giảng lai. Uh, thu nhập giảng lai là lao động ký hợp đồng dưới 2 tháng và các hợp đồng thời vụ khác, các khoản hoa hồng chiết khấu. Nghe tới đây là các bạn đã hiểu là các bạn um, làm tiếp thị liên kết Shopee hoặc là các bạn làm um, kiếm tiền online thì các bạn thuộc vào trường hợp là thu nhập giảng lai. Cái thứ hai, à, đó chính là thu nhập thường xuyên, à, lương thưởng các khoản phụ cấp với lao động ký hợp đồng từ 2 tháng trở lên. Có nghĩa là ở cái à, loại thu nhập thứ hai này dành cho những cái bạn đang đi làm công việc cố định rồi các bạn đã có hợp đồng lao động rồi. Thường thì hợp đồng lao động nó sẽ nằm ở khoảng 12 tháng sau khi các bạn qua thử việc là 2 tháng hoặc là 1 tháng tùy công ty. Rồi các bạn cần phải nắm hai cái loại thu nhập này để chúng ta có cơ sở chúng ta đi tiếp vào cái phần tiếp theo ha. Mình nhắc lại, chúng ta có hai loại thu nhập từ tiền lương theo quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam. Thì đầu tiên đó chính là nguồn thu nhập từ giảng lai, à, dành cho những lao động ký hợp đồng ngắn hạn dưới 2 tháng, các hợp đồng thời vụ, các khoản hoa hồng hay là chiết khấu gì đó. À, thứ hai là nguồn thu nhập thường xuyên, nó đến từ lương, đến từ thưởng, các khoản phụ cấp với lao động ký hợp đồng từ 2 tháng trở lên và cái loại hợp đồng thường xuyên này áp dụng cho những bạn đã đi làm cố định À, có hợp đồng từ một năm trở lên. Rồi, vậy thì đối với thu nhập giảng lai thì các bạn đóng bao nhiêu tiền thuế? Các bạn đóng 10%. Nếu thu nhập giảng lai của các bạn á, từ 2 triệu đồng một tháng á, thì các bạn phải đóng 10% thuế. Tương đương là 200.000 đồng. Nhưng mà dưới 2 triệu đồng một tháng thì các bạn không phải đóng nha. Đó. Thì có một số nơi như là Shopee. Khi mà các bạn làm tiếp thị liên kết với họ, họ yêu cầu mã số thuế. Thì để làm gì? Để mà khi mà họ... Um, thu nhập của bạn vượt ngưỡng hay là ở dưới ngưỡng á thì họ sẽ khai thuế giúp bạn và họ sẽ trừ trực tiếp trong cái khoản thu nhập của bạn luôn thì thu nhập thực tế các bạn còn lại là một triệu tám à, nói như vậy để cho các bạn dễ hình dung các bạn sẽ bị trừ thuế khi nào à, và ai sẽ là người đóng thuế cho các bạn thì lúc này á là shopee sẽ đại diện họ sẽ đóng thuế cho các bạn và để vào cuối năm, vào các mùa quyết toán thuế, thì Shopee có cơ sở để mà double track với lại bên sở thuế, bên cục thuế đồ. Rồi, à, như vậy, nói tới đây, thì các bạn cũng phải hiểu rằng là các bạn đang ở thu nhập giảng lai, thì các bạn phải đóng 10% thuế nếu bạn thu nhập trên 2 triệu một tháng. Và mỗi nền tảng các bạn, mỗi nền tảng họ sẽ yêu cầu các bạn cung cấp mã số thuế nha. Để làm gì? Trên mỗi nền tảng bạn thu nhập trên 2 triệu thì thì bạn phải đóng rồi. Mỗi nền tảng, ví dụ là Tiki, Affiliate bạn thu nhập trên 2 triệu hay là TikTok thu nhập trên 2 triệu thì mỗi nền tảng như vậy á thì dựa trên mã số thuế thì họ sẽ cấu khấu trừ thì họ sẽ khấu trừ trực tiếp luôn thì thu nhập thực là thu nhập đã trừ đi thuế nếu vượt trên 2 triệu đồng và các bạn cũng phải hiểu rằng 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu thì nó là 10% ha các bạn tự trừ thì các bạn sẽ hiểu là cái thu nhập thực tế của bạn đạt được mỗi tháng là bao nhiêu. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo đó chính là thu nhập thường xuyên. Đã nói là thường xuyên á, thì nó là thu nhập cố định đi. Ở cái phần thu nhập thường xuyên á, được hiểu là những cái bạn đi làm có thu nhập cố định hàng tháng, đã ký hợp đồng lao động có thời hạn một năm, ký hợp đồng lao động 3 năm và vô thời hạn với công ty trở lên á, thì các bạn thu nhập ở trên 11 triệu thì các bạn mới phải đóng thuế, còn ở dưới 11 triệu thì các bạn không phải đóng thuế đâu. À, ngoài ra ở cái phần thu nhập thường xuyên này nó nó có nhiều vấn đề hơn là chúng ta là cần phải đi sâu hơn, ví dụ là có giảm trừ gia cảnh hay không, rồi à, thu nhập lũy tuyến, ví dụ là các bạn thu nhập trên 100 triệu á, một tháng á, thì các bạn phải đóng khoảng à, 15 đến 25% thuế thu nhập cá nhân. Rồi, đơn giản thì các bạn hiểu sơ sơ như vậy thôi thì mình không có phải là một cái người quá giỏi để mà có thể chia sẻ chi tiết cho các bạn về cái thuế này. Các bạn cần hiểu đơn giản là khi nào chúng ta cần đóng thuế và chúng ta cần đóng thuế bao nhiêu dựa trên những cái việc chúng ta đang làm và hy vọng rằng cái video này hữu ích cho các bạn. Nếu hữu ích hãy nhấn like và nhấn follow kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất về thuế. Mình sẽ update thường xuyên. Cảm ơn các bạn. Bye bye và chào tạm biệt.